biết chưa? Không những ở dưới bà bán nước biết, mà còn ở dưới mà lão bạn bà bán ốc, thậm chí ở ngoài Palace em cũng trả sức được. Cực khổ mua được cái xe SH xong bây giờ xin nghỉ một tháng chứ giống như làm cái gì. Ở nhà em có chuyện chị con khỉ đi dẹo cầm cái xe xong đi la cả sớm lên là em mua được SH á. Thiệt đúng mấy đứa, anh nói đúng sao mấy đứa? Đúng. Trời ơi đó, không phải là một mình anh nói mà tất cả mọi người đều nói mua có cái xe SH là gớm mà cả làng cả xóm biết nguyên. Cái bữa không cần người ta đi khoe giùm mà quý tử. Mà tiền mua xe là ở đâu, là ở công ty chứ đâu. Đúng rồi, nhưng mà em không cần phải làm quá như vậy. Tức là nghe nè, có cái xe SH thôi mà giống như là chưa có giấy tờ luôn mà chứ em đi công chuyện hỏi xíu đi làm gì, đeo cái vỏ xịn đi vòng vòng. Đó mua về. Trời ơi ghê chưa. Thiệt á, đi làm cực khổ nguyên năm mua được cái SH xong bây giờ đòi nghỉ một tháng, tức không? Nè nghỉ luôn đi. Hôm qua khoe đó, công ty rồi, sáng nay con hiền lên cũng khoe. Tại sao anh với lại mọi người lại nghĩ cái con người em nó là như vậy? Trời ơi. Tất cả. Trong khi đó mọi người có công nhận không, em là một đứa hiền nhất công ty. Trời ơi. Anh nói thiệt em á, bây giờ ngoại trừ cái con ở bên nhà mày có con chó tên là Lucky, nó đi bệnh viện. Nó đi bệnh viện rồi nó chưa biết quý một SH thôi, còn cả làng cả xóm biết luôn á. Trời ơi. Mà thiệt bây giờ mọi người đang tưởng tượng là Quý xin nghỉ vì một... Ê, em biết lý do tại sao nó xin nghỉ một tháng không? Nó xin nghỉ một tháng để nó lấy cái chiếc SH nó chạy vô bà ba, bà chín, bà mười là đi vụ chai đó. Trời ơi. Đúng không? Quế nhìn thẳng camera là đang quay nè. Sao? Tại sao lại nghĩ con người em nó tồi tệ đến mức... Mấy đứa Quý tồi không mấy đứa? Có. Trời ơi đó. Trong khi đó em là một người nói chung là sống ngay thẳng. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi quá tử tế với các người đi. Trời ơi trời. Bé chị. Nè vô đây vô đây. Đứng bé chị bây giờ nè. Bé chị có biết anh Quý mới mua cái gì không? SH. Cái gì nữa? 150. Rồi gì nữa? Nhộng vàng, nắm phấn. Mà khoe chưa? Khoe chưa? 53 thôi, em đi chung mà. Trời. Tại sao mọi người lại nói tôi như vậy? Tôi sợ đó. Có xe nói gì? Ồ Quế, mà mình đẳng cấp mình mua vàng SDC chứ ai đâu mua vàng khoanh làm gì Quế? Em đâu có tiền đâu để em mua cái đó. Trời ơi, dẹo ghê chưa? Thiệt á. Đi coi nước kim cương, đi coi. Trời ơi, coi kim cương. Coi đâu vậy, coi đâu vậy? Đây luôn, trời ơi, ghê thiệt. Thôi chuẩn bị mắc lắm, thì lấy mấy chầm. Tại vì á, tại vì qua Tết tiền thưởng đồ này nọ đó, khi mà mua xe rồi đồ tất cả, mua hết toàn bộ luôn, thì trong tài khoản của em còn khoảng 9 con số mà em không biết em phải làm. Trời ơi. Số gì vậy? Trời ơi. Khiếp thiệt. Đúng không? Một ngoan khoe của quá là làm lố. Thiệt á, mua cái xe SH mà đi vòng vòng, chưa có giấy tờ mà dám chạy vòng vòng cái sớm luôn. Đúng thiệt, bôi bát thiệt luôn á. Không biết. Ủa, nó nghe nè. Nè, nó nghe nè. Bà bán nước biết chưa? Trời ơi. Bi mát xe cầu cây, thậm chí xe cầu cây với ma lão bạn nó còn biết. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.